Avezac Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học livestream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện áp Tải ngay Avezac Xin chào các em Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tiết học cuối cùng Trong unit số 17 với chủ đề là đồ ăn và đồ uống Cụ thể ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một phần liên quan tới ngữ âm tông giọng của chúng ta khi mà mình đề cập đến đồ ăn hay là số lượng đồ ăn thức uống chúng mình tiêu thụ hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức mà mình vừa được học trong lesson 1 và lesson 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 50 và 51 nào. Như các em có thể quan sát thấy, bài học ngày hôm nay sẽ bao gồm tất cả là 7 hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động số 1. Listen and repeat. Các em hãy nghe và nhắc lại. Quan sát cho cô vào tất cả những câu hỏi và câu trả lời của sách giáo khoa ngày hôm nay, các em có nhận xét gì không nào? à toàn bộ ba câu hỏi này thì tông giọng của nó đều đi xuống ở cuối và các câu trả lời cũng có tông giọng đi xuống tuy nhiên please của chúng ta tông giọng lại đi lên please đó như vậy các em lưu ý cho cô nhé khi mà chúng ta muốn ăn muốn uống một cái gì chúng ta muốn xin một cái gì thì please của mình các em hãy lên giọng ok Và bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho chúng ta một lần nhé. One, what would you like to eat? I'd like a banana, please. Two, what would you like to drink? I'd like a glass of milk, please. Three, how much rice do you eat every day? I eat four bowls of rice a day. Tiếp theo, các em sẽ được nghe hai lần cuộc hội thoại mẫu của sách giáo khoa ghi âm cho chúng ta về ba cuộc hội thoại nhỏ này. Bây giờ là lần nghe số 1. Page 50, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. 1. What would you like to eat? I'd like a banana, please. 2. What would you like to drink? I'd like a glass of milk, please. 3. How much rice do you eat every day? I eat four bowls of rice a day. Bây giờ sẽ là lần nghe số 2. Page 50, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. 1. What would you like to eat? I'd like a banana, please. 2. What would you like to drink? I'd like a glass of milk, please. 3. How much rice do you eat every day? I eat four bowls of rice a day. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe thêm một lần nữa và nhắc lại theo từng cuộc hội thoại nhé. Page 50, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. 1. What would you like to eat? What would you like to eat? I'd like a banana, please. I'd like a banana, please. Two. What would you like to drink? What would you like to drink? I'd like a glass of milk, please. I'd like a glass of milk, please. Three. How much rice do you eat every day? How much rice do you eat every day? I eat four bowls of rice a day. I eat four bowls of rice a day. Tiếp theo, cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm và ở lần nghe này các em sẽ tự nhắc lại theo cục băng ghi âm này nhé. Page 50, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. 1. What would you like to eat? I'd like a banana, please. 2. What would you like to drink? I'd like a glass of milk, please. 3. How much rice do you eat every day? I eat four bowls of rice a day. Bây giờ cô sẽ giúp chúng ta dịch các cuộc hội thoại này sang tiếng Việt. Cuộc hội thoại số 1 này. Câu hỏi của chúng ta là Bạn bạn thích ăn gì? Bạn muốn ăn gì? Làm ơn cho tôi một quả chuối. Câu số 2. Bạn muốn uống gì? Làm ơn cho mình một cốc sữa. Câu số 3. Bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày? Mình ăn 4 bát cơm mỗi ngày. Đó là nội dung của hoạt động số 1. Bây giờ, để luyện tập cho bài tập số 1, chúng ta sẽ đến với hoạt động số 2 nhé. Yêu cầu của hoạt động này đó là Listen and circle A or B, then say the sentences aloud. Hãy nghe và khoanh tròn đáp án A hoặc B, sau đó thì đọc to các câu. Ở bên dưới chúng ta có tất cả là bốn câu hỏi và trả lời, nhiệm vụ của mình là phải nghe và sau đó lựa chọn được phương án chính xác trong số hai phương án. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm, các em sẽ được nghe hai lần trước khi chúng ta chữa bài tập này. Bây giờ là lần nghe số 1. Page 50. Activity 2. Listen. And circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. What would you like to eat? I'd like an apple, please. 2. What would you like to drink? I'd like a glass of orange juice, please. 3. How many eggs do you eat every week? I eat three a week. 4 How much water do you drink? I drink four bottles a day. Lần nghe số 1 của các em đã kết thúc. Đây là lần nghe số 2. Page 50. Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. What would you like to eat? I'd like an apple, please. 2. What would you like to drink? I'd like a glass of orange juice, please. 3. How many eggs do you eat every week? I eat three a week. 4. How much water do you drink? I drink four bottles a day. Co hi vọng là các em đã đưa ra được phương án cho cả bốn câu hỏi này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa bài tập. Page 50. Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. What would you like to eat? What would you like to eat? Bạn muốn ăn gì? I'd like an apple, please. I'd like an apple, please. Tôi muốn một quả táo. Đáp án chính xác cho câu hỏi số 1 này đó là phương án A. Chúng ta đến với đoạn hội thoại số 2. 2. What would you like to drink? What would you like to drink? Bạn muốn uống gì? I'd like a glass of orange juice, please. I'd like a glass of orange juice, please. Tôi muốn một cốc nước cam ép. Đáp án chính xác của câu hỏi số 2 này là phương án B. Đoạn hội thoại số 3 nào? 3. How many eggs do you eat every week? How many eggs do you eat every week? Mỗi tuần thì bạn ăn bao nhiêu quả trứng? I eat three a week. I eat three a week. Mình ăn 3 quả trứng một tuần. Câu hỏi số 3 này đáp án của chúng ta là A. Mình đến với câu hỏi tiếp theo nhé. 4. How much water do you drink? How much water do you drink? Bạn uống bao nhiêu nước? I drink four bottles a day. I drink four bottles a day. Mình uống 4 chai mỗi ngày. Đáp án đúng cho câu hỏi số 4 này tiếp tục là A. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Trước khi chuyển sang bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghe lại bốn cuộc hội thoại này một lần nữa để kiểm tra đáp án nhé. Page 50. Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. What would you like to eat? I'd like an apple, please. 2. What would you like to drink? I'd like a glass of orange juice, please. 3. How many eggs do you eat every week? I eat three a week. Four. How much water do you drink? I drink four bottles a day. Như thế là chúng ta đã làm đúng cả bốn câu này rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ đến với một hoạt động tiếp theo nhé. Hoạt động tiếp theo đó là Let's chant healthy food and drink Đồ ăn và đồ uống lành mạnh Trước khi nghe bài hát này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời bài hát nhé What do you usually eat? I eat rice, fish and vegetables How much rice do you eat? I eat two bowls a day How much fish do you eat? I eat a lot a day. What fruits do you usually eat? I eat grapes, apples, and oranges. How many grapes do you have? I have eight for my breakfast. How many apples do you usually eat? I have one for my lunch. What do you usually drink? I drink water and fruit juice. How much water do you drink? 6 bottles a day. How much fruit juice do you drink? 2 glasses a day. Bây giờ cùng cô nghe bài hát này nhé. Page fifty, activity three. Let's chant. Healthy food and drink. One, two, three, four. What do you usually eat? I eat rice, fish and vegetables. How much rice do you eat? I eat two bowls a day. How much fish do you eat? I eat a lot a day. What fruits do you usually eat? I eat grapes. How many oranges? How many grapes do you have? I have eight for my breakfast. How many apples do you usually eat? I have one for my lunch. What do you usually drink? I drink water and fruit juice. How much water do you drink? Six bottles a day. How much fruit juice do you drink? Two glasses a day. Các em sẽ được nghe bài hát này thêm một lần nữa. Page fifty, activity three. Let's chant. Healthy food and drink. One, two, three, four. What do you usually eat? I eat rice, fish and vegetables. How much rice do you eat? I eat two bowls a day. How much fish do you eat? I eat a lot a day. Fruits? Do you usually eat? I eat grapes, apples and oranges. How many grapes do you have? I have eight for my breakfast. How many apples do you usually eat? I have one for my lunch. What do you usually drink? I drink water and fruit juice. How much water do you drink? Six bottles a day. How much fruit juice do you drink? Two glasses a day. Tiếp theo, cô sẽ giúp các em dịch bài hát này sang tiếng Việt. Trước tiên là đoạn số 1 nhé. Bạn thường ăn gì? Mình ăn cơm, cá và hoa quả, rau củ. Bạn ăn bao nhiêu cơm? Hai bát mỗi ngày. Bạn ăn bao nhiêu cá? Một ngày mình ăn rất nhiều. Tiếp theo là đoạn số 2. Bạn ăn hoa quả gì? Mình ăn nho, táo và cam Bạn ăn bao nhiêu nho? Mình ăn 8 quả vào mỗi bữa sáng Bạn ăn bao nhiêu quả táo? Mình ăn một quả vào bữa trưa Tiếp theo là khổ cuối cùng này Bạn thường uống gì? Mình uống nước và hoa quả ép Bạn uống bao nhiêu nước? 6 chai mỗi ngày bạn ăn bao nhiêu nước ép hoa quả mỗi ngày vậy? Hai cốc mỗi ngày. Đó là nội dung của hoạt động số 3. Hoạt động này thì các em có thể thực hành nhiều hơn ở trên lớp cùng với thầy cô giáo và những người bạn của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trang số 51 để đến với các hoạt động còn lại nào. Hoạt động số 4. Read and do the task. Các em hãy đọc và hoàn thành những nhiệm vụ ở bên dưới. Các em có thể quan sát thấy thì hoạt động số 4 này chúng mình sẽ có ba nội dung khác nhau và tương ứng với ba nội dung này thì ta cần phải dựa vào chúng để có thể hoàn thành được hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là mình sẽ nối tiêu đề với từng đoạn này và nhiệm vụ số 2 đó là chúng ta dựa vào nội dung của ba đoạn văn này để trả lời cho các câu hỏi. Vậy trước tiên mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba đoạn văn này trước nhé đầu tiên là đoạn văn số 1 này. Number one. Orange or apple juice is good for breakfast or lunch and you should drink a lot of water between meals. nước ép cam và táo thì tốt cho bữa sáng và bữa trưa và bạn nên uống nhiều nước giữa các bữa đó là nội dung của đoạn văn số 1. Tiếp theo là đoạn văn số 2. Number 2. It's important to eat vegetables every day. You need vitamins from vegetables for a healthy body. Rau củ thì rất là quan trọng mỗi ngày. Bạn cần các vitamin từ rau củ Để có một cơ thể khỏe mạnh. Cuối cùng là đoạn văn số 3, number three. Chocolate has some vitamins, but it has a lot of fat and sugar too. So don't eat too much. To be healthy, you should eat rice, bread, and lots of vegetables and fruit. You also need some meat, fish or eggs Sô-cô-la thì có một vài vitamin Nhưng mà nó chứa rất nhiều chất béo và đường Vì thế đừng ăn nó quá nhiều nhé Để khỏe mạnh, bạn nên ăn cơm, bánh mì và nhiều rau củ và hoa quả Bạn cũng nên ăn một ít thịt, cá và trứng nữa chúng ta đã tìm hiểu được nội dung của ba đoạn văn này rồi vậy bây giờ hãy nhìn cho cô lên ba tiêu đề ở bên trên nhé tiêu đề a a healthy diet một chế độ ăn uống lành mạnh b fruit juice is good for you nước ép hoa quả thì tốt cho bạn c vegetables are good for you Rau củ quả thì tốt cho bạn Cô nghĩ là sau khi chúng ta đọc xong ba cái tiêu đề này thì mình đều đã biết được là mỗi tiêu đề sẽ tương ứng với số mấy rồi phải không nào? Đối với đoạn văn số 1, chúng ta sẽ lựa chọn tiêu đề là B, nước ép hoa quả thì tốt cho bạn. Vì đoạn văn này nói đến các loại nước hoa quả ép đúng không nào? One B Tiếp theo, đoạn văn số 2 thì lại nói về các loại rau củ quả nó cung cấp vitamin cho chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ lựa chọn cho cô tiêu đề C. Và cuối cùng, tiêu đề A sẽ thuộc về đoạn văn số 3. Đoạn văn số 3 này đề cập đến một chế độ ăn lành mạnh, chúng ta nên ăn gì nhiều và không nên ăn gì nhiều. Vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên trong bài tập số 4 này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ tiếp theo, đó là trả lời các câu hỏi nhé. Chúng ta có tất cả ở đây là 5 câu hỏi. Chúng mình sẽ lần lượt đi giải quyết từng câu. Câu hỏi số 1: What healthy drinks should you have for breakfast or lunch? Những loại đồ uống lành mạnh nào mà bạn nên có vào bữa sáng hoặc là bữa trưa? Để trả lời được câu hỏi số 1 này, chúng mình sẽ nhìn lại cho cô vào đoạn văn số 1 nhé. Trong đoạn văn này thì sách giáo khoa có nói rằng orange or apple juice is good for breakfast or lunch. Nước ép cam hoặc là táo thì nó tốt cho bữa sáng hoặc bữa trưa. Vậy là chúng ta đã tìm được đáp án cho câu hỏi số 1 này rồi Đó là Orange or apple juice Orange or apple juice Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi số 2 What should you drink between meals? Bạn nên uống gì giữa các bữa ăn? À, câu hỏi này thì câu trả lời của nó vẫn tiếp tục nằm trong đoạn văn số 1 và nó nằm ở vế còn lại. You should drink a lot of water between meals. Bạn nên uống nhiều nước giữa các bữa ăn. Đây chính là câu trả lời của chúng ta đấy. Number 2. You should drink a lot of water between meals. Tiếp theo ta đến với câu hỏi số 3. Why are vegetables good for you? Tại sao rau củ thì tốt cho bạn? Đến với câu hỏi này thì chúng ta lại nhìn cho cô vào đoạn văn số 2 nhé. You need vitamins from vegetables for a healthy body. Chúng ta cần các vitamin đến từ các loại rau củ để có một cơ thể khỏe mạnh. Như vậy, lý do mà rau củ quả tốt cho chúng ta đó là vì nó có nhiều vitamin. Because they have vitamins. Tiếp theo, câu hỏi số 4. Why shouldn't you eat too much chocolate? Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều sô cô la? Để trả lời được câu hỏi số 4 này, chúng mình sẽ nhìn cho cô vào câu đầu tiên của đoạn văn số 3 nhé. Chocolate has some vitamins, but it has a lot of fat and sugar too, so don't eat too much. Sô cô la thì có một số vitamin nhưng mà nó chứa rất nhiều chất béo và đường nữa vì thế đừng ăn quá nhiều như vậy lý do chúng ta không nên ăn sô cô la là bởi vì nó có nhiều chất béo và đường Because it has a lot of fat and sugar. Tiếp theo, câu hỏi cuối cùng, number 5. What should you eat to be healthy? Chúng ta nên ăn gì để giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh nhỉ? A. À, to be healthy, you should eat rice, bread and lots of vegetables and fruit. You also need some meat, fish or eggs. Để khỏe mạnh thì chúng ta nên ăn cơm, bánh mì và nhiều rau củ, hoa quả. Bạn cũng cần ăn thịt, cá và các quả trứng nữa. Đó là nội dung của câu hỏi số 5 này. Chúng ta sẽ cùng nhau trình bày nhé. We should Eat rice, bread, and lots of vegetables and fruits. We also need some meat. fish and ages. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong toàn bộ cả hai nội dung cho bài tập số 4 này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết thúc bài tập này để đến với hoạt động tiếp theo nào. Hoạt động số 5. Write about your eating habits. Hãy viết về thói quen ăn uống của chính em. Và bài tập này thì sẽ bao gồm có 3 câu hỏi để cho chúng ta đi trả lời. 1. What kinds of vegetables do you eat every day? Em ăn những loại rau củ quả nào? Hàng ngày. 2. What kinds of fruits do you eat every day? Em ăn những loại trái cây nào mỗi ngày? Và câu hỏi số 3. How much rice do you eat every day? Em ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày. Tất cả những câu hỏi này thì chúng ta đều có thể trả lời được với một cấu trúc là I eat. đó đây là mẫu trả lời chung đúng không nào. sau đó chúng ta sẽ liệt kê tên và các số lượng chẳng hạn như là đối với câu hỏi là em ăn những loại rau nào thì mình có thể kể chẳng hạn là em ăn rau xanh green salads Đó. ăn rau trộn tiếp theo câu hỏi số 2 là về các loại hoa quả chúng ta ăn quả gì mình có thể liệt kê chẳng hạn như là em ăn rất là nhiều chuối mỗi ngày I eat lots of bananas. Và câu hỏi số 3 hỏi về số lượng cơm mà chúng ta ăn hàng ngày. Vậy thì mình sẽ nêu ra cái số bát cơm mà mình ăn đúng không nào? Chẳng hạn, tôi ăn 5 bát cơm mỗi ngày. I eat 4 bowls of rice a day Một ngày tôi ăn bốn bát cơm. Chúng ta chỉ việc thay thông tin số lượng trong câu hỏi, câu trả lời của cô vào trong đây là coi như mình đã có được cái câu trả lời phù hợp đối với bản thân của chúng ta rồi phải không nào? Vậy thì hãy nhớ cho cô cái cấu trúc chung để trả lời cho cả ba câu hỏi này là I eat và đằng sau là tên đồ ăn đồ uống hoặc là số lượng chúng ta ăn Đây là câu trả lời chung và đơn giản nhất đối với chúng ta đấy Các em hãy ghi nhớ giúp cô nhé Bài tập số 5 này thì chúng ta sẽ có thể là tự thực hành tại nhà hoặc là ở trên lớp sau Bây giờ mình sẽ đến với hoạt động số 6 Hoạt động số 6 là một dự án nhỏ dành cho các em Put foods and drinks into two groups Very healthy and not very healthy các em hãy sắp xếp các đồ ăn và đồ uống vào hai nhóm rất lành mạnh và không lành mạnh. Hoạt động này thì chúng mình cũng có thể thực hành ở trên lớp nhé. Cô có thể gợi ý cho chúng ta một số những cái loại đồ ăn lành mạnh. Những loại đồ ăn lành mạnh thì các em thấy là trên bài tập số 4 hay là bài tập số 3 của mình thì đã đề cập tới rất nhiều, ví dụ như là nho, táo, cam hay là gạo, bánh mì, cá đó. Còn những loại đồ ăn mà không lành mạnh lắm thì trong bài tập số 3 có đề cập. Sorry, bài tập số 4 có đề cập tới đó là món sô cô la là không lành mạnh lắm bởi vì sao? Bởi vì nó chứa nhiều chất béo và chứa nhiều đường. Hoạt động này thì các em có thể ở nhà tìm hiểu thêm các thông tin từ gia đình bố mẹ hoặc là trên internet để có thể hoàn thành nó tốt nhất trước khi lên lớp nhé. Bây giờ, hãy nhìn cho cô xuống hoạt động cuối cùng, hoạt động tổng kết của chúng ta trong toàn bộ những gì mà mình đã học được sau unit số 17 nào. Color the stars. Hãy tô màu cho những ngôi sao. Now I can. Bây giờ tôi có thể. Ask and answer questions about healthy food and drink. Hỏi và trả lời những câu hỏi về đồ ăn và đồ uống lành mạnh. Listen to and understand text about healthy food and drink. Nghe và hiểu những đoạn text, các đoạn văn bản về đồ ăn và đồ uống lành mạnh. Read and understand text about healthy food and drink đọc và hiểu các văn bản về đồ ăn và đồ uống lành mạnh. Write about my eating habits. Viết về những thói quen ăn uống của mình. Hoạt động này thì chúng mình có thể tự đánh các ngôi sao tự tô màu cho chúng. Và nếu như em cảm thấy nội dung nào mình còn chưa đủ ba sao, mình chưa đủ tự tin, thì chúng ta sẽ quay trở lại những nội dung đó để mình ôn tập lại, mình cải thiện nó nhé. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.